Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Sa-cha-ri chương 1. Tháng 8, năm thứ 2 Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi cháu Y-đô mà rằng: Đức Giê-hô-va đã rất không bằng lòng tổ phụ các ngươi. Vậy, ngươi khá nói cùng chúng rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chớ như tổ phụ các ngươi, các tiên tri xưa kia đã kêu họ mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Bây giờ khá xây bỏ đường dữ và việc làm dữ của các ngươi, nhưng họ chẳng nghe, chẳng hề để ý nghe ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chớ nào tổ phụ các ngươi ở đâu, và những tiên tri ấy có sống đời đời chăng? Song những lời phán và lệ luật ta đã truyền cho tôi tớ ta là các đấng tiên tri, há chẳng kịp đến tổ phụ các ngươi sao? Nên họ đã trở lại và nói rằng: mọi điều mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã định làm cho chúng ta theo như đường lối và việc làm của chúng ta thì đã làm cho chúng ta như vậy. Ngày 24 tháng 11 là tháng Sê-bát, trong năm thứ 2 Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho đấng tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Y-đô như vậy. Ta thấy trong ban đêm, này, có một người cưỡi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng. Ta nói rằng: hỡi Chúa tôi, những ngựa ấy nghĩa là gì? Thì thiên sứ nói cùng ta bảo ta rằng: ta sẽ chỉ cho ngươi những ngựa này nghĩa là gì. Người đứng trong những cây sim đáp rằng: đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất. Chúng nó bèn đáp lại cùng thiên sứ đứng trong những cây sim rằng: chúng tôi đã đi lại trải qua đất, này cả đất đều ở yên và im lặng. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài sẽ không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa cho đến chừng nào, là những thành Ngài đã nổi giận nghịch cùng nó 70 năm nay. Đức Giê-hô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng thiên sứ đang nói với ta. Đoạn, thiên sứ đang nói cùng ta bảo ta rằng: khá kêu lên và nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán, ta vì Giê-ru-sa-lem và Si-ôn động lòng ghen quá lắm, và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đang yên vui, vì ta hơi không bằng lòng, và chúng nó càng thêm sự khốn nạn. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta lấy lòng thương xót trở về cùng Giê-ru-sa-lem, nhà ta sẽ xây lại trong nó, dây mực sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy kêu lần nữa mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thịnh vượng, Đức Giê-hô-va sẽ còn yên ủi Si-ôn và còn kén chọn Giê-ru-sa-lem. Đoạn, ta ngước mắt lên, ta nhìn xem, này có bốn cái sừng. Ta bèn nói cùng thiên sứ đang nói với ta rằng: những vật ấy là gì? Người đáp cùng ta rằng: ấy là những sừng đã làm tan tác Giu-đa, Israel và Giê-ru-sa-lem. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem bốn người thợ rèn, thì ta hỏi rằng: những kẻ này đến làm chi? Ngài đáp rằng: ấy đó là những sừng đã làm tan tác Giu-đa cho đến nỗi không người nào ngóc đầu lên được. Nhưng những kẻ này đã đến để làm kinh hãi chúng nó và để ném xuống những sừng của các nước đã cất sừng lên nghịch cùng đất Giu-đa đặng làm tan tác nó. Chương 2. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, kìa, một người cầm dây đo trong tay. Ta bèn nói cùng người rằng: ông đi đâu? Người đáp rằng: ta đi đo Giê-ru-sa-lem để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu. Này,
thiên sứ đang nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người và bảo người rằng: hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng: Jerusalem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành, vì cớ rất đông người và súc vật ở giữa nó. Vì ta, Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Đức Giê-hô-va phán: hè, hè, các ngươi khá trốn khỏi đất phương Bắc, vì ta đã làm cho các ngươi tan tác như bốn gió của trời. Đức Giê-hô-va phán vậy: hỡi Si-ôn ở với con gái Babylon, hè, ngươi khá trốn đi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi. Vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. Vì này, ta sẽ đưa tay lên trên chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tớ mình, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến. Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát mừng và vui vẻ, vì này ta đến, và ta sẽ ở giữa ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy: trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phụ Đức Giê-hô-va và trở nên dân ta. Ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ được Giu-đa làm phần sáng nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ còn kén chọn Giê-ru-sa-lem. Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài. Chương 3. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: hỡi Sa-tan, nguyên Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, nguyên Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì, này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Vả Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: khá đội mũ sạch trên đầu người. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng đó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dạy phải giữ, thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta và canh giữ hiên cửa ta. Ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng chầu này. Hỡi Giê-hô-sua thầy tế lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe, vì những kẻ này làm dấu. Này, quả thật, ta sẽ làm cho đầy tớ ta là chồi móng dấy lên. Vì này, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua, chỉ một hòn mà có 7 con mắt. Này, ta sẽ chạm chỗ nó, và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời cả lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả. Phúc âm Giăng, chương 1. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời,
là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Này là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là đấng Christ. Họ lại hỏi: vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: không phải. Họ bèn nói: vậy thì ông là ai, hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến? Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: nếu ông chẳng phải đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? Giăng trả lời: về phần ta, ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài Ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng: hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: chúng ta đã gặp đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn qua xứ Ga-li-lê tìm Phi-líp mà phán rằng: hãy theo ta. Vả Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Andrê và Phi-e-rơ. Phi-líp gặp Na-tha-na-ên nói với người rằng: chúng ta đã gặp đấng mà Mô-sê có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Na-sa-rét, con của Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng: há có vật gì tốt ra từ Na-sa-rét được sao? Phi-líp nói: hãy đến xem. Đức Chúa Giê-xu thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình bèn phán về người rằng: này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Na-tha-na-ên thưa rằng: bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: trước khi Phi-líp gọi ngươi,
ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói, lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán, quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Chương 2. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng, người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng, người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả tại đó có 6 cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng, hãy đổ nước đầy những ché này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng, bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng, mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Chương 3. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng, thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được, có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói, điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng,
ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báp têm. Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến đặng chịu phép báp têm. Bây giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp têm và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói ấy không phải ta là đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất lên là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Thi Thiên 126. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dẫn phu tù chúng tôi về, như các suối miền Nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch
bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.